Tập 29. Người có sao không? Không cần cô quan tâm. Hòa thượng, đi đâu cũng có mỹ nữ cứu người, thật là có phước. Ngươi từ đâu tới đây? Không biết trời cao đất rộng. Tiểu nha đầu, câu này là dành cho cô mới đúng đó. Nhưng bây giờ là ta nói cho ngươi nghe. Hắn là người tình của cô sao? Sai. Ca ca. Lại sai. Hắn là gì của cô, sao lại giúp hắn? Mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu nha đầu không biết điều kia. Ta không muốn làm ngươi vô tội bị thương. Ta cảnh cáo ngươi, mạng của hắn thuộc về ta. Ta không cho phép người khác đụng vào. Ta không hiểu. Ngươi không hiểu thì đừng có xen vào. Hòa thượng, ta tới để giúp ngươi, tại sao ngươi không ra tay? Lão phu ở chỗ này đã đợi hơn 20 năm rồi, chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như bây giờ. Hắn nói đúng đó. Các người lo cho thân mình còn chưa xong, hơi đâu quan tâm tới người khác. Chúng tôi không thù không oán với ngươi, sao cứ phải dồn ép chúng tôi? Không lẽ mục đích của ngươi chỉ vì dạng thô sơ mà tới đây à? Ngươi là người hiểu chuyện. Đúng vậy. Nếu người đồng ý giúp chúng tôi tìm được dạng thọ sơn, ta sẽ tha cho bọn hòa thượng các người. Bởi vì ta đối với bọn hòa thượng các người kính trọng hơn so với bọn người kia. Ngươi tính mua chuộc bọn ta? Đừng có nằm mơ. Nằm mơ? Hòa thượng, người đang nằm mơ chính là các ngươi. Trên đường đi đầy nguy hiểm, các ngươi không thể lần nào cũng may mắn như vậy được. Lúc nào cũng chết đi sống lại. Lão thí chủ, ngươi lại sai rồi. Sở dĩ chúng tôi lần nào cũng chết đi sống lại là nhờ vào ý chí sắt thép của mình và bản lĩnh hơn người. Huống hồ, ta không thể thắng chánh. Cho dù các ngươi làm gì, cuối cùng cũng chỉ thất bại mà thôi. Những người bại trong tay chúng tôi chính là tấm gương cho các ngươi, cũng là hậu quả mà các ngươi quá cố chấp. Ta khuyên các ngươi sớm nhận ra, kịp thời dừng tay, khổ ải vô biên. Quay đầu là bờ. Các ngươi ở đây nói cho đã miệng thì được cái gì? Thật sự phải có bản lĩnh thì mới đánh thắng ta được. Sống lên cho ta. Ta nhất định tìm được ngươi. Lần này may cho ngươi. Hòa thượng, nhờ đàn bà giúp đỡ, không đáng mặt anh hùng hảo hán. Chúng ta hẹn gặp lại sau. Đa tạ hai vị cô nương. Hòa thượng, người diễm phúc thật đó. Là mỹ nữ Tây Vực, có phải sợ ta thật sự giết chết ngươi cho nên tìm viện binh tới không? Hòa thượng, ả là ai? Có quan hệ gì với ngươi? Còn cô là ai? Cô có quan hệ gì với hòa thượng? Nè hai cô, ta với lại hai cô đều không có quan hệ gì. Vậy tại sao ả lại ở đây? Ta ở đây chờ giết hắn đó. Giết hắn? Cô chưa có tư cách đó. Ăn nói ngông cuồng, ta thấy cô chán sống rồi. Cô nha đầu kia, cô dám lên mặt với ta? Nè, khoan đã. Hai vị cô nương đừng cãi nhau nữa.
chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Đại sư huynh, võ công của người đó quá dị, không nên dây dưa nữa, mau chóng rời khỏi đây tìm gặp vị sư huynh. Đại sư huynh, rút! Không được để tên nào chạy thoát. Dạ, đuổi theo. Dạ. Hả? Ngũ Độc huynh đệ, Lão Thất lão bác. Ngũ Độc huynh đệ, chẳng phải ngươi cũng theo công chúa về bộ lạc rồi sao? Công chúa bị người ta bắt đi mất rồi. Bị bắt đi mất, bị ai bắt đi? Là ta cũng không biết nữa. Hả? Chẳng phải các thầy đã đi rồi sao? Tại sao lại quay trở vậy? Chúng tôi bị người ta đánh đuổi tới đây. Có người truy bắt các thầy. Sẽ là chuyện gì vậy? Không nên ở lại đây nữa, phía sau có người đuổi theo. Mau rời khỏi đây, từ từ giải thích với ngươi. Đừng nói nhiều nữa, họ đuổi tới nơi rồi. Đi mau, đi. Đi, dạ mau, vào nhà, nhanh. Bọn chúng chắc chắn ở trong này. Vào lục soát, kiểm tra thật kỹ. Bằng mọi giá phải tìm được bọn chúng. Dạ. Không có, chỗ này cũng không có. Ta thấy họ chạy vào trong này, không thể nào không thấy. Tiếp tục tìm. Cháy rồi. Mệnh quan triều đình là chức quan gì? Vậy các người phải nói ta biết trước. Các người là ai? Chúng tôi đang tra hỏi người. Người ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chúng tôi. Gặp qua hoàng đế chưa? Nói cho các người biết, ta là đại thần bên cạnh hoàng thượng. Tất nhiên gặp qua hoàng thượng rồi. Vậy ngươi nói xem tên cổ hoàng đế trông như thế nào? Nếu ngươi nói không đúng, vậy là ngươi đang nói dối. Các ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đối với lòng nhà của hoàng thượng sao có thể ăn nói vô lễ như vậy chứ? Buồn cười thật đó, bộ mặt già chát đầy nếp nhăn của lão già đó gọi là long nhan, không phải hắn mặc bộ long bào ở trên người thì ai xem hắn là hoàng thượng chứ? Nói như vậy, các ngươi đã từng gặp hoàng thượng sao? Đâu chỉ gặp qua, chúng tôi suýt chút giết được hắn luôn. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi, các ngươi chính là năm đứa trẻ đại náo tại Bách Tổ Yến, có phải không? Trước đây sao các người chạy thoát được vậy? Là phương trưởng cứu chúng tôi, còn giúp chúng tôi thoát ra ngoài thành mới thoát được sự truy sát của các người. Nói như vậy, các người là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự rồi. Đúng vậy. Vậy các người không nên đối xử với ta như vậy. Ta với phương trưởng các ngươi là bạn thân đó. Nói dối. Là ngươi bảo quan binh bắt họ đi, ngươi muốn giết phương trưởng. Các ngươi chỉ là trẻ nhỏ biết cái gì. Ta là bạn thân của phương trưởng. Ta mời phương trưởng tới nhà ta chơi vài ngày, các ngươi rõ chưa? Mau thả phương trưởng ra, không cho ta giết ngươi ngay bây giờ đó. Huyền Nha, A Di Đà Phật. Người giấu sách đại nhân đi đâu rồi? Mau đưa ngài ấy trở về đây. Đại nhân, lời ngài vừa nói có ý gì đây? Có phải sách đại nhân không thấy đâu không? Ngươi còn giả vờ với ta phải không? Vào tối hôm qua,
có người xông vào huyện nhà bắt sách đại nhân đi. Chẳng lẽ không phải bọn đồ đệ của ngươi gây ra hay sao? Chẳng lẽ ngũ sát mấy đứa nhỏ gây ra? Hay lắm, quả thật là các ngươi làm. Ngươi phải đưa sách đại nhân an toàn trở về đây. Ta chừa cho các ngươi một con đường sống. Lỡ như sách đại nhân mà có mệnh hệ gì đó thì ta sẽ đưa các ngươi tới đại lao tại kinh thành. Ừ. Để quan lớn tại kinh thành thẩm tra xét hỏi các ngươi. Họ không dễ dãi như ở đây đâu. Họ không thiếu thủ đoạn, bắt các ngươi khai ra hết. Viết thư cho huyện lệnh, bảo họ thả phương trưởng và cửu sư huynh ra. Không thôi, ngươi sẽ chết trong tay chúng tôi. Ngươi bảo hai người họ buông ta ra. Không thôi ta làm sao giết được. Đừng nói nhảm, mau giết đi. Xong rồi, giết xong rồi. Các người lấy lá thư này đưa cho quyền lệnh. Trên đây người viết gì vậy? Thì như các ngươi bảo ta viết mà. Đều viết trong này, tự mình đọc đi. Mạng của ngươi đang nằm trong tay chúng tôi. Người tốt nhất đừng giở trò gì. Ai đi giao lá thư này đây? Kinh công của Hắc Sát giỏi nhất, chạy nhanh nhất. Để Hắc Sát mang thư đi. Được, ta mang thư đi. Cẩn thận nha, đi sớm về sớm. Lão hòa thượng, ngươi còn không chịu khai, là ngươi buộc ta dụng hình với ngươi. Lúc đó bộ xương già của ngươi có bị đứt gãy hết. Kiếp đời này ngươi đừng mong mà đứng dậy nữa, hiểu chưa? Đại nhân, ta thật sự không biết gì về việc này. Nếu như ta biết, ta nhất định không để tụi nhỏ làm vậy. Hả? Đại nhân, ngài làm gì vậy? Ngài hãy thương hại tôi với. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Làm quyền lệnh không mong được đại phú đại quý, chỉ mong được bình an trong cuộc sống. Sách đại nhân ở trong cung vực tôi quản lý có mệnh hệ gì thì cái đầu của tôi không có giữ được nữa đâu. Đại nhân à, ngài đứng dậy trước. Đứng dậy rồi nói. Thầy không chịu hứa, tôi không có đứng dậy à. Trời ơi, đại nhân mau đứng dậy đi. Bất cứ lâu giờ, bên ngoài có một tên hòa thượng tới giao thư. Hòa thượng gì? Có hình dáng như thế nào? Mặt mày đen thui, đằng đằng sát khí, rất hung dữ. Là Hắc Sát. Các người quen biết, chẳng lẽ là đồ đệ của thầy? Mau cho hắn vào đây. Dạ. Thì trời ơi, Hắc Sát, quả thật là con. Là các con bắt sách đại nhân đi sao? Còn tới giao thư. Giờ thả người được chưa? Người đâu? Trói hắn lại cho ta. Dạ. Khoan đã, ngươi không muốn cứu người sao? Mai mà ngươi kịp thời giao thư tới, ta đã biết sách đại nhân bị nhốt ở đâu rồi. Không phải trong thư kêu ngươi thả phương trưởng và cửu sư huynh ra sao? Không biết chữ, dám cả gan tới đây đưa thư. Sách đại nhân trong thư không có ghi kêu thả người, ngược lại ghi rõ vị trí mà các ngươi đang ẩn náu. Người đâu? Bắt hắn giam vào đại lao, đừng để chạy thoát. Khoan. Đại nhân à, thư của sách đại nhân nhất định còn có ý khác nữa. Bởi vì ngài ấy đã đồng ý không truy sát chúng tôi, bởi vậy ngài ấy không đồng ý để ngài bắt tôi. Lá thư này ta đọc kỹ nội dung ở bên trong rồi. Ý của sách đại nhân là một đứa cũng không được bỏ sót. Người đâu? Giải luôn lão hòa thượng này vào đại lao. Đi. Vào đâu? Nhanh lên. Hắc Sát, sao đệ lại bị bắt vào đây? Bốn người còn lại đâu? Tối hôm qua chúng tôi bắt được sách ngạch đồ, ép hắn viết một lá thư cho huyện lệnh, kêu huyện lệnh thả người. Nào ngờ lão cáo vào đó giết cho chúng tôi ẩn náu. Đệ tới đưa thư mới biết mình bị trúng bẫy. Huyện lệnh chẳng những không chịu thả người, còn bắt nhốt đệ vào đây. Không nên tin vào lão già sách ngạch đồ. Thôi rồi, một khi huyện lệnh tìm được sách ngạch đồ, chúng ta sẽ mất đi vốn để đàm phán. Họ nhất định ra tay với sư phụ. Chúng ta phải nghĩ ra cách để cứu người. Lão già, người mới từ kinh thành trở về, dạo này tại kinh thành có chuyện gì thú vị xảy ra hay không? Kinh thành là chỗ náo nhiệt nhất và phồn hoa nhất của Đại Thanh ta. Mỗi ngày những việc thú vị xảy ra có quá nhiều. Mau kể cho bọn ta nghe đi. Để ta nghĩ coi. Có một chuyện, nhà của Dương Viên Ngoại họ bị ma ám, các người nghe qua chưa? Kinh thành mà cũng có ma. Việc đó làm náo động cả kinh thành đó. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trên đời này thật sự có ma hả? Muốn nghe không?
Người ta nói cái ông Dương Viên Ngoại vô cùng giàu có, trong nhà hắn thê thiếp thành đàn. Về sau hắn để ý một cô ca nữ tại Ca Vũ Phường, bỏ tiền chuộc thân cho cô ta, nạp làm tiểu thiếp của hắn. Nhưng nào ngờ mới được vài ngày, tiểu thiếp của hắn đột nhiên nhảy xuống giếng tự tử. Sau khi chết xảy ra hàng loạt chuyện lạ. Sang đêm thứ hai, trong cái giếng phát ra nhiều âm thanh ghê rợn lắm. Như lại ngày nào cũng như vậy à, khiến ông ta vô cùng hoảng hốt đó. Dương Viên Ngoại mời hòa thượng tới, còn có đạo sĩ nữa, về làm phép. Không chỉ vô ích, chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Những cô thiếp trẻ trung ở trong nhà hắn từng người một nhảy xuống cái giếng mà chết. Các người xem có lạ không? Việc đó càng lúc càng rầm rộ ra, khiến khắp mọi nơi trong kinh thành ai nấy đều hoảng sợ. Mọi người đều trở nên hoang mang. Hoàng thượng biết được việc này, người lập tức phái người đi điều tra. Khi người điều tra tới nhà hắn, các người đoán xem là như thế nào chứ? Thế nào? Kỳ lạ, những cô tiểu thiếp không có người nào chết. Không chết? Chuyện này là sao? Thì ra các cô tiểu thiếp không cam chịu bị Viên Ngoại ức hiếp, nên họ liên kết lại bày mưu, mời một người về ở trong giếng đào một đường hầm. Tuy những cô tiểu thiếp đó nhảy xuống giếng tự tử, nhưng thật là đều từ đường hầm chui ra ngoài. Chuyện là như vậy, nhưng nó khiến cả kinh thành náo động. Ồ, thì ra là như vậy. Về sau những nữ nhân đó bị xử lý thế nào? Về đó, hoàng thượng ra lệnh bắt Dương Viên Ngoại, phát cho mỗi người 100 lượng bạc, rồi cho họ trở về quê nhà hầu hạ cha mẹ của họ. Đồng thời ra lệnh cho Dương Viên Ngoại không được nạp thiếp nữa. Và từ đó trở thành tin tức lớn xảy ra tại kinh thành. Trời ơi, khi việc đó đồn lan ra, nhà lớn nhà nhỏ người nào cũng biết. Theo lời ngươi nói, Khang Hy là một vị hoàng đế cũng được đó. Đúng vậy. Nhìn tới, hai người đang làm gì? Muốn tạo phản à? Hoàng gia, mà đi báo với huyện lệnh đại nhân, đừng đi tới chỗ ẩn náu ghi trong thư đó. Nơi đó là cái bẫy, sát đại nhân không hề có mặt ở đó. Không còn kịp nữa đâu, bọn chúng đã bị mắc bẫy lừa, hiện giờ đã chết hết. Hòa thượng, sao có thể chứng minh lời ngươi nói được? Thư do sát đại nhân viết, đang nằm trong người hắn, vào khám xét đi. Mở cửa. Đi. Có mai phục. Sách đại nhân, hạ hoàng đến cứu ngài đây. Còn không ngoan ngoãn thả sách đại nhân ra, giờ ta chịu trói đi. Người thả phương trượng ra trước, không thôi ta sẽ giết sách đại nhân trước. Chỗ này đã bị ta bao vây rồi. Mau thả sách đại nhân ra, không thôi các ngươi đừng mong được sống rời khỏi đây. Không thả phải không? Vậy ta sẽ chặt đầu lão hòa thượng này. Chỉ cần ngươi cử động một cái, cây dao găm này của bọn ta sẽ đâm vào tim đại nhân của các ngươi đó. Chúng ta thử xem coi tốc độ của ai nhanh hơn. Dương Nguyện lệnh, không được làm hại phương trượng. Không phải. Có nghe thấy không? Trong thư ngươi giết thẳng người mà, sao họ lại kéo tới đây? Cuối cùng ngươi đã viết gì trong thư? Mấy đứa rành con muốn đấu với ta sao? Phương trưởng, ta đưa điều kiện này, chỉ cần thầy làm được, ta lập tức thả bọn trẻ này đi. Điều kiện là gì? Thầy theo ta lên kinh thành diện kiến thái tử. Nếu thầy không đồng ý, mấy đứa nhỏ này vừa ra ngoài sẽ chết ngay. Nếu như ta đồng ý, ngài sẽ không truy sát chúng nữa chứ? Ta nói được làm được. Ta theo ngài đến kinh thành. Không được, chúng tôi không đi đâu hết. Chúng tôi nhất định phải cứu được phương trưởng. Nếu các con đây còn thừa nhận các con là đệ tử của ta, hãy nghe lời thầy nói, mau thả sách đại nhân ra đi, rồi mau chóng rời khỏi đây. Sư phụ. Mau đi. Mau thả ta ra. Lên kiệu. Chúng ta đến trễ rồi, quyền lệnh đã dẫn theo quan binh đi qua chỗ này. Phương trưởng và tứ sát, họ có thể đi đâu? Có khi nào bị quan binh bắt được? Không đâu, chắc họ vẫn còn ở gần đây. Chúng ta đi tìm thử xem, nhất định phải tìm được họ. Ừ.
Lục sư đệ, khoảng thời gian huynh đi vắng, chăm sóc tốt cho mọi người đó. Đại sư huynh, để đệ đi cho. Huynh đi rồi, không có ai dẫn dắt mọi người. Sao huynh có thể để cho đệ đi mạo hiểm chứ? Đại sư huynh, huynh đi đâu vậy? Đại sư huynh, sao bỏ rơi bọn đệ vậy? Huynh không tính đi tìm Dạnh Đúng Quân nữa sao? Huynh đi đệ cũng đi, đệ không làm nữa. Đừng có nói lung tung, không được làm bừa. Thật sư đệ, bác sư đệ, đại sư huynh đi đưa thư. Đưa thư? Được. Đưa thư gì? Đưa cho ai? Chúng ta trên đường tới đây không ngừng bị người bịt mặt truy sát. Trước tiên là Cách Nhĩ Mộc dẫn theo quân Thanh bám sát không chịu buông tha, nhưng mà quân cứu viện của chúng ta không thấy xuất hiện. Rốt cuộc là bên hoàng thượng xảy ra hiểu lầm gì, hay là hoàn toàn không biết tình hình của chúng ta? Bởi vậy quân đã đem tất cả mọi việc xảy ra trên đường đi viết hết trong lá thư này, rồi giao lá thư này lại tới tận tay của hoàng thượng mới cứu được sư huynh đệ chúng ta trong dầu sôi lửa bỏng. Đại sư huynh không muốn chúng ta mạo hiểm cho nên một mình đi giao thư. Chúng ta có 5 người, đối phó không nổi với bọn chúng. Quý đi một mình như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Lục sư đệ, đệ yên tâm đi. Một mình huynh càng dễ ẩn náu hành tung, chúng ta 5 người sẽ dễ bị lộ. Có các đệ ở đây, cho dù ta chết cũng phải mang lá thư này giao tới tận tay cho hoàng thượng. Không công bằng, không công bằng. Đúng vậy, không công bằng, không công bằng chút nào hết. Các đệ đừng nói nữa. Đại sư huynh, huynh đi về được gặp lại sư phụ. Đệ cũng muốn đi về, chỗ này lạnh quá. Đệ cũng muốn đi về. Đệ cũng muốn về. Chuyến đi này đường xá xa xôi, huynh có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, đệ làm được không? Đệ huynh giỏi định hướng, chỉ cần nhờ vào mặt trời huynh có thể phân biệt được đông nam tây bắc, đệ được không? Đệ được. Với lại đệ nhỏ con, không dễ gì đối phương để ý đâu. Thôi được rồi, các đệ đừng nói nữa. Huynh là đại sư huynh, huynh nói sao thì làm vậy đi. Không ai được tranh luận nữa. Đệ phải đi về. Đệ cũng phải đi. Thất sư đệ, huynh biết đệ muốn tốt cho huynh, lo lắng cho huynh, không muốn huynh đi mạo hiểm. Sao huynh có thể để đệ đi một mình? Trước lúc lên đường, sư phụ có dặn huynh, kêu huynh chăm sóc tốt cho mọi người. Bây giờ huynh chỉ có thể làm việc này cho các đệ thôi. Ôi trời, theo ta thấy mọi người đừng tranh giành nữa. Ai đi cũng không thích hợp bằng ta đâu. Tại sao ngươi đi lại thích hợp? Ta có phải hòa thượng không? Không phải. Ngươi không muốn đối phó là ta phải không? Không phải. Vậy có phải ta là người thích hợp nhất để đi? Nhưng mà không được. Để họ phát hiện ra ngươi và chúng tôi chung một bọn, sẽ ra tay sát hại ngươi. Lúc đó phải làm sao? Ta biết cải trang thay đổi hình dạng, chỉ cần im lặng một chút, ai nhận ra được ta chứ? Và lại, nói tới bỏ chạy, các người ai giỏi hơn ta? Ta cảm thấy lời của Độc Quân Đệ nói đúng. Hy vọng hắn giao được thư tới nơi cao hơn chúng ta nhiều. Hòa thượng, ta đã nói tới vậy rồi, các thầy còn lải nhải nhiều lời, có cầu xin ta cũng không đi đâu. Người đó là ai vậy? Người nào? Thì người lái thuyền trên sông băng đó. Tại sao hai người lại đánh nhau? Người không quen biết hắn. Nếu ta quen biết hắn, cần gì phải hỏi cô chứ? Người thật sự không quen biết hắn sao? Cô biết việc gì thì mau nói, đừng ở đây lãng phí thời gian. Liên quan gì tới cô? Tiểu nha đầu, ta phải thay mẹ cô dạy cho cô một bài học. Ê nè, cô nương. Hắn là tên ma quỷ giết người không chớp mắt. Cái người đó thật sự như lời cô nói, phạm tội ác tày trời sao? Đối với hắn mà nói, giết người không cần lý do, chỉ xem tâm trạng thôi. Người không tin hả? Ta chỉ cảm thấy. Có phải người cảm thấy hắn là người rất tốt không? Ta có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như ta từng quen biết với lại hắn. Cô nương, biết đâu người đó không như lời cô nói thì sao? Người ngay cả hắn là ai, trước đây từng làm những gì ngươi cũng không biết, sao ngươi nói hắn là người tốt? Vậy tại sao cô hận hắn tới như vậy? Giữa hắn với lại cô rốt cuộc có thù oán gì? Không chỉ là hắn, ngươi cũng là kẻ thù của ta. Cô nương, ta từng nói với cô, từ nhỏ ta ở Thiếu Lâm tự tập võ tụng kinh, chưa từng kết oán với ai, sao có thể có thù với cô được? Có phải cô đã tìm lầm người không? Tuy không phải do chính tay ngươi làm, nhưng mà ngươi không thoát được có liên can. Cô nói ta nghe đi. Nợ cha con trả, không lẽ không phải sao? Cô vừa nói gì? Cô thật sự quen biết cha của ta? Cha ngươi chính là trùm hải tặc khét tiếng trên biển, ai cũng khiếp sợ, thượng quan dân phi. Giết người cướp của, vô cùng khát máu,
tội ác tày trời. Ông ấy nhiều năm về trước đã mất tích rồi. Có người nói ông ấy gặp nạn trên biển, bỏ xác ngoài biển cả. Nếu như cha ta thật sự như lời cô nói, ta chấp nhận gánh vác mọi tội lỗi do ông ấy gây ra. Người gánh vác nổi sao? Người ác độc như hắn chết ngoài biển cả là quá hời cho hắn rồi. Ông trời có mắt, sao có thể để hắn còn sống được? Cô đã giết ông ta, ngươi cũng khó thoát cái chết. Có thật sự cô đã giết ông ấy? Ngươi nôn nóng muốn được gặp hắn, sao không xuống âm phủ để hai cha con nhìn nhận lại nhau đi? Xác của ông ấy đâu? Ngươi nghĩ ta để hắn được chết toàn thây hay sao? Ta xẻ hắn ra thành trăm mảnh, băm nát thành tương, quăng xuống hồ cho cá ăn. Sau khi hắn chết, mất xác mất xương, không nơi chôn cất, làm hồn ma phiêu bạc. Ta cảm thấy ta sắp tới gần phụ thân ngươi. Như vậy có nghĩa là ta sắp tới gần kẻ thù của ta. Cho 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 Ngươi là ai, từ đâu tới? Từ xưa tới nay chỉ có ta hỏi người khác, chưa từng có ai hỏi ta như vậy. Vậy hai chúng ta có điểm giống nhau rồi đó. Ngươi ăn tươi nuốt sống ta. Ta đang có ý đó. Tại sao chứ? Ngươi là tướng lĩnh của nhà Thanh à? Ta là sát thủ quan mà. Ngươi chính là một tên tướng lĩnh của nhà Thanh. Ngươi có bằng chứng gì? Trên người ngươi có một mùi vị. Có một mùi vị? Là mùi gì chứ? Mùi của người chết. Trên người nhà Thanh các ngươi đều có cái mùi đó. Với lại đi tới đâu mang theo tới đó. Cái mùi đó trên người ngươi càng nồng hơn. Điều này chứng tỏ ngươi ít nhất là đế đao thị vệ. Ngươi lợi hại thật đó. Đúng thì sao nào? Ngươi thuộc về bên nào? Ta thuộc về bên nào không quan trọng. Nhưng mà ngươi có biết ta ghét nhất là nhìn thấy cái gì hay không? Chính là người nhà Thanh các ngươi. Ngươi khiến ta rất là khó chịu à. Ngươi đã nhận ra được ta là tướng lĩnh của triều đình, vẫn muốn giết ta, không sợ đắc tội với triều đình sao? Nếu không phải ngươi là người của nhà Thanh, lão phu không rảnh ra tay với ngươi. Ta hiểu rõ, ngươi cũng là nghịch tặc phản Thanh phục Minh. Các ngươi chiếm giang sơn của Đại Minh, ức hiếp bá tánh của Đại Minh, còn luôn miệng nói chúng tôi là nghịch tặc à. Còn các ngươi là thế thiên hành đạo, bảo vệ chính nghĩa. Rốt cuộc ai đáng chết, trong lòng các ngươi biết rõ. Ngươi là người của Tây Lỗ Thiên Hội, vậy Vạn Thọ Sơn nhất định đang ở quanh đây. Hắn ở đâu? Vạn Thọ Sơn đã trở thành phản đồ của Tây Lỗ Thiên Hội. Hắn từ bỏ đại nghiệp phản Thành, thậm chí còn quy hàng cổ hoàng đế của Đại Thành. Để ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn đó. Vạn Thọ Sơn dẫn dắt Tây Lỗ Thiên Hội có phải thật lòng quy hàng vẫn chưa thể xác định. Hiện nay đã nửa đường bỏ trốn, lòng phản nghịch đã quá rõ rồi. Hắn giống kêu gọi các thế lực phản Thành khác, nhất định trên đường đi đã để lại ký hiệu. Người nhất định biết hành tung của hắn. Người đừng mong ở trước mặt bốn tướng quân diễn tuồng trở mặt với nhau. Ta thật sự không cần ở trước mặt ngươi diễn tuồng nữa. Vì một người sắp chết không đáng đâu. Cô biết cha của ta, cô có thể dẫn ta đi gặp ông ấy không? Các người đều là kẻ thù của ta, sao ta phải cho hai cha con các người gặp lại nhau? Nói đi, cô muốn như thế nào mới chịu giúp ta đây? Nếu ngươi đứng im để ta đánh ba chiêu mà không chết, ta cho ngươi được toại nguyện. Được. Hòa thượng, ngươi thật sự nghĩ ngươi là mình đồng da sắt, không sợ đao kiếm? Ta đánh xong ba chiêu, ngươi nhất định chết chắc. Cô hãy giữ lời hứa của cô đó. Tự tìm cái chết. Sao cô lại xen vào việc của ta? Vì việc này liên quan tới ta,
Hoa Thưởng là người của ta, hắn ở trong tay ta. Ngươi nào muốn giết hắn phải hỏi qua ý của ta. Cô là người từ xứ khác tới, tại sao giành giật Hoa Thưởng với ta? Cô là một cô giá đầu lừa đảo, sao giành Hoa Thưởng với ta? Bây giờ ta đang hỏi cô. Ta cũng đang hỏi cô. Tại sao ta phải trả lời cô? Vậy tại sao ta phải trả lời cô? Đủ rồi, hai vị cô nương. Im lại, lại. Cô nương à, ta tự nguyện chịu ba chiêu của cô ấy, sống chết có mạng, không cần cô ra tay cứu ta. Như vậy không được, lỡ người chết mất, ta bỗng chốc trở thành quá phụ. Cô nói bừa cái gì vậy? Chúng ta đâu có quan hệ gì. Chỉ là chưa thành thân mà thôi. Chờ pháp sư chứng hôn cho chúng ta, chúng ta sẽ trở thành phu thê danh chính ngôn thuận. Cô thật sự khờ hay giả hồ đồ? Người ta đang từ chối cô đó. Hắn không thích ta, chẳng lẽ thích tiểu nha đầu lừa đảo như cô? Sao cô biết hắn không thích ta chứ? Ta với hắn từng có quan hệ thân mật đó. Cô có không? Cô lại nói bậy gì nữa đây? Cô hãy tự trọng đi. Có phải đại trượng phu không? Dám làm mà không dám nhận. Toàn là dối trá. Cô ngay cả tư cách bị từ chối cũng không có. Ai không có tư cách hả? Cô không có tư cách. Ta đang hỏi hắn. Cô đang làm khó người ta. Còn cô đơn phương tình nguyện. Hắn là của ta. Thả hắn ra. Trời ơi. Nè, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng. Trời ơi, đủ rồi. Đừng đánh nữa. Ta phải đi tìm cha của mình. Cô nương, lời thầy sinh tử giữa chúng tôi không liên quan đến cô. Mời cô rời khỏi đây ngay. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Còn cô, chuyện giữa ta với cô không liên quan tới người khác. Còn mau chóng xuất chiêu, giữ đúng lời hứa của mình. Người không thấy ả đòi giết ta sao? Người ta muốn giết chính là cô. Đừng đánh nữa. Hòa thượng, ta biết người thương tiếc ta. Chúng ta chung tay giết ả đi. Hai người mới quen biết, người đã cùng ả ức hiếp ta rồi. Cô nương, có sao không vậy? Người đừng giả vờ nữa. Hòa thượng, tránh ra. Đủ rồi. Hòa thượng, người đối xử với ta như vậy, người nhất định sẽ hối hận đó. Ê nè, cô nương, đừng ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Cô nương. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Ngươi đường đường là một tướng lĩnh thông binh đối đầu với địch, chỉ biết làm con rùa rút đầu. Để thuộc hạ đỡ đau cho ngươi, có phải ngươi tính thừa cơ hội bỏ trốn không? Ngươi có thể một mình đánh bại cả nhóm binh sĩ của ta, rút cuộc ngươi lại. Ngươi biết sợ rồi hả? Mau tươi từng nhóm trên tay của lão phu đủ để nhuộm cả vùng này. Ngươi và mấy tên lính nhỏ này, lão phu không để trong mắt đâu. Dám làm thì dám chịu. Hãy báo tên của ngươi ra. Ngươi thật sự muốn biết, nhưng ngươi nhắc như thỏ đế. Ta sợ ta nói ra rồi khiến ngươi sợ chết khiếp. Ngươi đừng đắc ý. Hôm nay là ta sơ ý chủ hoàng mới để ngươi được đắc ý. Lần sau ta nhất định đòi lại gấp đôi. Tại sao phải đợi lần sau? Ta đang đứng trước mặt ngươi mà. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ngươi tưởng ta sẽ trúng cái kích tướng của ngươi, liều mạng với ngươi? Ngươi không xứng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta nhất định không để ngươi đợi quá lâu. Rút. Ê, đừng có chạy. Ê, qua đây. Ê. Đánh nhau thì không ra gì, nhưng mà bỏ chạy thì nhanh thiệt à. Đừng đánh nữa. Ê chà, suýt chút nữa quên mất. Hôm nay người cần giải quyết nhiều thiệt à. Có chuyện. Tiểu tử võ công khá đó nha. Đáng ghét, đánh lấy sau lưng, đâu đáng mặt anh hùng. Bộ ta có nói ta là anh hùng hay sao? Hèn hạ bỉ ổi, tên ba quỷ nham hiểm xảo trá. Cô nương, chúng ta chỉ mới gặp mặt vài lần, sao cô hiểu ta dữ vậy? Ngươi có biết ta thông qua người của ngươi nhìn thấy gì hay không? Nói thử xem. Là lòng dạ độc ác xấu xa, khiến người ta cảm thấy vô cùng căm phẫn đó. Hả? Thì ra ta vẫn còn lòng dạ. Lâu nay ta luôn nghĩ ta là một cái xác trống rỗng chứ. Trên đời này sao có người mặt dày không biết xấu hổ như ngươi? Những người này đều bị ngươi giết sao? Ngươi đang trách móc ta phải không? Ngươi nên cảm ơn ta mới phải đó. Ngươi làm hòa thượng làm tới khùng rồi ha. Bọn họ không nên chết. Ngươi còn lòng dạ Bồ Tát sao?
vừa rồi á, cứu cô gái bạch y này lại ra tay cứu ả. Chẳng lẽ ngươi thích cả hai người luôn sao hả? Ta không có thích họ. Ta và hai cô gái này không có quan hệ gì hết. Không có quan hệ, không có quan hệ, tại sao lo chuyện bao đồng? Trên đường thấy bất bình, rút đau tương trợ, cần gì phải có lý do? Ngươi cứu hai người họ, còn hai người họ lại muốn lấy mạng của ngươi. Từ nhỏ, sư phụ từng nói với ta, phụ nữ dưới núi giữ như cọp. Hôm nay, ta hiểu tại sao rồi. Ngươi nói ai là cọp? Rõ ràng là bọn đàn ông các người bạc tình bạc nghĩa trước. Ê, đừng dội. Hòa thượng, ngươi đã làm việc thất đức gì đối với hai cô gái này, khiến lão phu bị liên lụy theo à? Ngươi tự xem lại mình đi. Sao không giết hắn cho rồi đi? Nhìn tới nhìn lui, lén la lén lút. Người nói hay lắm. Người nói ai nhìn tới nhìn lui lén la lén lút chứ hả? Ta đang đi trên đường, sao ngươi chặn đường ta lại? Chó con không cản được người ta biết không? Ê, ngươi đi tìm bọn hòa thượng sao? Tại sao ta phải tìm bọn họ chứ? Ta đâu phải con chó của hòa thượng đâu. Ngươi là đồng bọn của hòa thượng à? Nhìn bộ mặt lem lút của các người, dơ giấy bẩn thỉu, có phải là bị bọn hòa thượng đánh bại? Không phải ta châm biếm các người, các người nhiều người như vậy, có mấy tên hòa thượng cũng không đánh lại hả? Lên Thiếu Lâm Tự học võ vài năm đi, đỡ phải ăn đòn. Võ công Thiếu Lâm Tự chẳng là gì, không phải đột nhiên xuất hiện một lão già bao đồng nhiều chuyện, kể cả thiết thủ hòa thượng đánh giỏi nhất cũng trở thành cá nằm trong lưới rồi. Lão già có khi nào là hắn vậy? Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Ê, nè, tại sao có người bắt ta chứ? Ta đâu có làm việc gì phạm pháp. Người cấu kết loạn đảng, bao che khâm phạm, biết mà không báo, ngươi còn dám hỏi tại sao à? Ngươi có bằng chứng gì? Bắt ngươi về tra khảo, ta không tin ngươi không khai ra. Ngươi làm vậy là dùng tư hình bức cung, ngươi biết không? Ta hiểu luật đại thanh hơn ngươi. Mau thả ta ra đi. Thả ra. Bọn hòa thượng đang ở đâu? Đúng là mắc cười thiệt. Các người đông người như vậy, ăn hiếp một mình ta, vậy như vậy là không công bằng rồi. Ngươi biết không? Bọn hòa thượng ở đâu? Sao ngươi quan tâm dữ vậy? Hả? Ngươi thích bọn họ hả? Chỉ hỏi cho biết thôi, ngươi đâu cần căng thẳng như vậy. Mắc cỡ. Ngươi đeo đuổi bọn hòa thượng theo đuổi sát như vậy, lỡ như ngươi đây chuyển sang thích ta, ta biết phải làm sao? Ngươi đừng ở đây nói nhảm. Rõ ràng là ngươi yểm trợ cho bọn hòa thượng, để bọn chúng có thời gian bỏ trốn. Mau nói họ đang ở đâu. Ê, đừng. Các người thật sự muốn xem? Không sao đâu. Vậy đã cho các người xem. Xem. Chạy mau. Mau đuổi theo. Đứng lại. Được chưa? Công chúa. Là nàng hả? Không phải thiếp thì còn ai? Đứng lại chưa? Phải chạy. Đuổi theo. Cô muốn ta giết chết hắn à? Chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta đảm bảo không đeo bám theo ngươi nữa. Đây quả thật là điều kiện hay đó. Ta chết đi, cô có lợi gì chứ? Tóm lại, ta không muốn nhìn thấy bộ mặt của ngươi nữa. Ra tay đi. Đợi đã, hắn chưa thể chết. Giờ mới này, chẳng phải cô cũng đòi giết hắn sao? Bây giờ hắn chưa thể chết, ngươi giao hắn lại cho ta, ta cho ngươi một khoản tiền hậu hĩnh. Hòa thượng, như vậy ta thật là khó xử. Một trong hai người họ yêu cầu ta giết người, ngươi còn lại bảo ta giao ngươi cho ả. Ngươi nói thử coi, ta nên nghe theo ai đây hả? Ngươi là thuộc hạ của họ có phải không? Hai người họ không sai khiến được ta đâu. Vậy tại sao ngươi phải nghe theo lời của họ chứ? Ta hiểu rồi. Ý của ngươi là ta nên làm theo ý của mình đúng không? Vậy ngươi rất có thể sống không bằng chết. Ôi!
Hòa thượng, kiếm đây. Ai biểu cô lo chuyện bao đồng? Ta chỉ là lo chuyện của mình. Tại sao ngươi đột nhiên dừng tay? Chiều ngư làng dân tân vừa rồi của ngươi do ai truyền lại cho ngươi vậy? Sao ngươi biết bộ kiếm pháp này? Bộ kiếm pháp này do chính lão phu sáng tạo ra. Lão phu tất nhiên nhìn một cái là nhận ra ngay.